Chào các bạn, để cho những chú vẹt quen với môi trường tự nhiên bên ngoài này này thì chúng ta cần phải cho những chú vẹt thường xuyên ra ngoài chơi để nó tự do đi lại như thế này. Đôi khi nó ra ngoài nhiều thì nó cũng không 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 giật mình và có thể nó cũng sẽ không bay đi bay lại nhiều. Đó. Cho nên là các bạn nên cho ra ngoài như thế này để những chú vẹt có thể là chơi thoải mái như thế này. Con ở đây, Ben, Ben, ra đây cho hạt này. Đấy. Đây, đây, ra đây. Ben giỏi thế nhỉ. Oh. Hello, xin chào hai bạn. Ok, ok, lên tay nào, lên tay. Giỏi thế. Oh. Good boy. Các bạn thỉnh thoảng cho nó ra cái môi trường tự nhiên này này để cho những chú vẹt chơi. Thì bây giờ mình sẽ thả chú vẹt đầu này, mình ngồi ở đầu cổng nhà mình để mình đây đầu cổng của mình đây để mình gọi nó nhá, xem nó đến không nhá. Ok nào, con xuống nào, lên tay. Good boy, xuống nào, lên tay, lên rồi. Ok nhá, là bắt đầu mình thử gọi nhá. Hey, Ben ơi, Ben ơi, Ben giỏi lắm. Ben ơi, Ben ơi, giỏi lắm. Lại đây con, giỏi lắm. Ok 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 ok, giỏi, lên tay. Thế, lại đây. Đấy, con chú vẹt kia thì khi mà nó thấy chú vẹt này lên đây thì nó sẽ đến được gần nhá. Lên đây con, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây con. Ok, giỏi lắm. Kikabo, lại đây. Đấy, nó đang đến này. Lại đây. Con giỏi lắm. Giỏi. Lại đây, lại đây, lại đây. Ok, ok, ok. Lên tay nào. Lên tay nào. Lên tay nào. Ô, giỏi thế nhỉ. Đó, bây giờ là một. Bây giờ một con ở trên vai mình rồi. Để mình quay camera ngược lại nhá. Đằng sau mình đây, đằng sau mình. Đấy, ok. Ok, bây giờ mình lại quay ngược lại đằng phía lúc nãy mình ngồi thì để mình gọi lại một lần xem nào nhé. Đây, đây, phía đây nhá. Đấy, đây, 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 đây con, Ben ơi, Ben ơi, Ben. Ben lại đây, Ben lại đây. Ben giỏi thế, ô, giỏi lắm. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ok, ok, ok. Thực ra hai con này nó rất cuốn nhau. Là một bộ đôi nói rất là giỏi. Con giỏi lắm. Con lên tay nào. Con giỏi lắm. Nào, con lên tay. Con lên tay. Con giỏi lắm. Đó. Thì cái cơ bản là các bạn cũng biết rồi. Khi mà các bạn nuôi những chú vẹt nó lâu dài thì nó sẽ cuốn các bạn. Thường là nó sẽ theo các bạn. Và để cho nó ra ngoài mà các bạn có thể gọi được nó như mình vừa gọi thì phải có một cái thời gian các bạn cho những chú vẹt ra ngoài để nó không bị ảnh hưởng nhiều đến cái tiếng động, cái môi trường xung quanh, để những chú vẹt không bị phân tâm. Còn nếu các bạn mới cho ra ngoài thì có thể nó sợ, nó không dám chạy đến đâu. Thế cho nên là thỉnh thoảng các bạn phải cho vẹt ra ngoài để cho nó tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên như thế này để nó khi mà ra ngoài nó vẫn có thể là cuốn các bạn, nó không sợ sệt và nó vẫn đi lại bình thường. Bây giờ mình ngồi đằng cổng kia nhà mình nhé, để mình gọi một lần nữa để các bạn có thể là xem, thì các bạn biết là xem nó sẽ là cái hiệu quả để các bạn có thể gọi những chú vẹt nhà các bạn nhé. Ok nào, bây giờ mình cho xuống. À, con lên tay nào, lên tay. Good boy, xuống nhá, xuống nào, con này lên, lên tay nào, lên tay. Ok ok ok. Ok nhá, bắt đầu mình ngồi ngược lại nhá. Nào, lại ra đây nào. Lại ra đây, ra đây lên vai nào. Lên đây, lên đây. Đó, hai bé nó rủ nhau đến đấy. Đó, ok ok ok, giỏi thế nhỉ. Good boy. Nào bạn kia ra đây nào. Ra đây. Giỏi thế. Ra đây, ra đây, ra đây. Giỏi lắm. Ra đây con. Ra đây, đi bộ ra đây mà, nhanh, nhanh, nhanh.
Kickaboo, kickaboo. Nó thấy có một cái gì dính ở đuôi là lo sợ đấy. Ok, con giỏi thế. Ok, vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn một video ngắn là các bạn có thể là gọi những chú vẹt từ xa đến, và khi những chú vẹt mà ra ngoài để nó tự nhiên thì các bạn nên cho nó ra thường xuyên để nó không hoảng sợ. Để mình cho thử lên xe một lần nữa nhé. Xe đạp ơi đấy nhá. Nào, xe đạp ơi nào. Nào, con lên tay, giỏi lắm. Đấy, cho nó xuống. Đó, thì các bạn cho ra thường xuyên thì nó sẽ rất là quen và nó chơi, không sợ, quen với tiếng xe. Và cái lợi ích khi mà các bạn cho những chú vẹt ra ngoài thường xuyên thì nó sẽ quan sát được những cái khu vực xung quanh như thế này. Và khi nếu không may mà nó bị bay mất, các bạn để cánh ở cái mức thông thường thì không may nó bay mất thì nó có thể nó định hướng được cái vị trí mà nó ở. Cho nên là các bạn cũng có thể là có một cái lợi ích là có thể những chú vẹt khi mà bay xa khu vực này một chút nó vẫn có thể nhận ra. Đó. Còn nếu như các bạn mà mùa mà ít cho ra ngoài, thực sự ít cho ra ngoài thì dẫn đến là những chú vẹt này không may nó bị giật mình, nó sẽ bay mất phương hướng luôn. Và các bạn có thể sẽ mất chú vẹt ngay lập tức. Đó. Chính chú vẹt Ben này là mình đã chia sẻ một video là tìm kiếm vẹt thất lạc. Có thể là ở video cuối ở cuối video là mình sẽ để cái màn hình kết thúc là nó đã bay bay cách nhà mình vài nhà, nhưng khi mà mình gọi nhiều lần đi qua nó đã kêu. Chính vì vậy thì mình đã tìm được nó. Và cho nên là mình cũng nói với các bạn là các bạn nên thường xuyên là cho những chú vẹt này ra ngoài để nó quen với những cái môi trường ở bên ngoài như thế này. Và nếu một ngày nào đó không may nó bay mất thì nó cũng sẽ dễ được tìm thấy. Con lại đây. Con lên tay nào. Con giỏi lắm. Rồi, ok. Nào, cái bạn kia đâu rồi? Đây đây. Ở đây con. Giỏi thế nhỉ. Đây đây đây. Đây, các bạn có muốn chú vẹt của các bạn ngoan như con cún con này không? Ok. Ok. Bây giờ mình vừa chia sẻ với các bạn một video ngắn là các bạn có thể là cho những chú vẹt ra ngoài chơi để nó thân thiện và nó luôn luôn nó gần gũi.